bài mà điểm danh những cái mẫu xe hot tại VMS 2018 thì tôi có nhắc tới một mẫu xe bán tải. Và mẫu xe bán tải này không thể hot hơn được nữa, chính là Ford Ranger Raptor. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mẫu xe này các bạn ạ. Nếu như ai mà đã chót mê mẩn chiếc Ford Ranger Wildtrak thì Ford Ranger Raptor sẽ còn khiến tất cả chúng ta mê mẩn hơn nữa. Những ai đam mê cái sự trải nghiệm ở tất cả những cung đường, đặc biệt là những cung đường xấu, thì Ford Ranger Raptor chắc chắn sẽ mang đến cho người trải nghiệm một cảm giác khó có thể quên được. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi điểm qua những chi tiết, những trang bị và đưa về Việt Nam. Chiếc xe Ford Ranger Raptor này thì đang được Ford công bố với mức giá bán cũng rất hấp dẫn là 1 tỷ 198 triệu đồng. Ngay khi mà tôi nhìn thấy con số đấy thì tôi hòa, nghĩa là tôi có một cái cảm xúc rất là lạ. Bởi một mẫu xe đẹp như thế này, hầm hố như thế này, chất như thế này mà lại có một mức giá phải nói là yêu thương ạ. Phần đầu xe thì cụm lưới tản nhiệt của Ford Ranger Raptor khá giống với cả chiếc F-150 Raptor, với cái logo của Ford được làm rất to ở chính giữa lưới tản nhiệt. Hai bên này thì được làm dạng tổ ong rất chắc chắn và được sơn cái màu nhũ nhám như thế này. Nhìn xa thì chúng ta sẽ nghĩ đây là một cái chất liệu nhám, nhưng mà khi đến gần thì sờ vào thì không phải là chất liệu nhám. Ở phía dưới thì xe được ốp gầm bằng một tấm kim loại hợp kim. Đèn pha là đèn pha HID Project, giải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Chiếc đèn pha này thì khá giống với chiếc Ford Ranger Wildtrak. Đèn sương mù cũng là đèn LED. Đèn sương mù công nghệ LED. Tổng thể thì trông khá là hầm hố. Chiếc xe này được sở hữu bộ lốp của BF Goodrich. Bộ lốp có cái thông số 285/70R17, la răng 17 inch. Với cái la răng này ấy, thì thật sự mẫu xe này rất khỏe khoắn. Và với cái thông số lốp như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ di chuyển được ở những cái cung đường cực kỳ khó khăn. Bộ lốp quá chất. Phần ốp ở cái hộc bánh này thì đang được làm bằng chất liệu nỉ mềm. Chất liệu này mà đi vào những cái vùng bùn lầy bẩn bám lên đây thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ hơi khó vệ sinh một chút. Xe thì ở cả trước và sau đều được trang bị là dạng treo lò xo. Trước đây thì những cái mẫu xe bán tải thì trước là lò xo, còn sau thì là nhíp. Như các bạn thấy thì tôi, một người cao 1m75, đứng phần ngang của mẫu xe này thì dường như là không ăn thua gì cả. Vẫn còn một khoảng chừng một gang tay khoảng 10 phân. Xe thì sở hữu cái kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.363mm, 1.873mm và 2.028mm. Vâng, cao hơn 2m các bạn ạ. Nên là tôi 1m75 không ăn thua gì, quá là bình thường luôn. Cái điểm nhấn ở trên cái phần thân xe này có lẽ là cái phần bệ bước. Phần bệ bước với cái chất liệu được làm bằng hợp kim và có cái bề mặt nhám như là giấy nhám mà chúng ta trà tường hay là trà sơn xe vậy. Phải nói là một cái bệ bước quá chất. Với cái logo Raptor ở đây, quá đẹp phải không ạ? Đây các bạn thấy cái bề mặt nhám này, chúng ta cạo cạo tay vào đây này. Chờ vào thấy phê rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến đến phần đuôi xe. Cái phần do cái phần lốp của chiếc Raptor này được làm nhô ra khá nhiều, thế cho nên là Ford, các kỹ sư Ford đã làm một cái phần vè ốp bánh xe này ra ngoài một chút để phù hợp hơn. Cái phần ngang xe đã khá là lớn rồi mà với cái bộ vè của hai cái lốp này nhô ra nó trông rất hầm hố. Phần thùng xe thì cũng không có cái gì khác biệt hay những cái trang bị đặc biệt so với cả mẫu Ranger Wildtrak cả. Phần lót này cũng là bằng nhựa thôi, bằng chắc là nhựa tổng hợp, rất là cứng. Kia là đèn phanh, và đèn phanh ở dưới đèn phanh thì có hai cái bóng led nhỏ nhỏ. Đây, ở phần đèn phanh ở bên trên kia. Ở đây ngoài cái đèn phanh thì chúng ta thấy có hai cái bóng led nhỏ ở đây để chiếu xuống phía cái thùng xe này khi chúng ta lấy đồ hay là cất đồ ở trong hầm để xe, hoặc là trời tối thì sẽ nhìn rõ ràng hơn một chút. Bây giờ tôi mới để ý các bạn ạ. So với cả cái mẫu Ranger Wildtrak ấy thì cái phần nắp thùng của cái mẫu Ranger Raptor này ấy được làm bằng cái cơ cấu, tôi đoán là có một cái bộ trợ lực ở bên trong này. Đây các bạn để tôi dùng một ngón tay ạ. Bình thường đấy, rất nhẹ nhàng phải không ạ? Logo Raptor được sơn cái màu nhũ khá đẹp. Camera sau. Phía sau thì Ranger Raptor cũng được trang bị 4 cảm biến. Và đây, đây là cái điểm khác biệt. Một cái thanh với hai cái hình cái móc chữ U ở đây để có thể dễ dàng móc vào đây và kéo những cái xe khác hay là những cái đồ vật
Và cả trước và sau thì đều được hệ thống treo này đều là treo lò xo và đều là của hãng Fox, một hãng rất là nổi tiếng. Ở đây còn có một cái hệ thống thanh rằng thông minh. Đây là thanh rằng thông minh giúp giảm cái độ vặn xoắn của xe khi chúng ta đi vào những cái cung đường xấu. Nó được nối vào đây sẽ là rất là linh hoạt. Đây là cái điểm mà sẽ thay đổi rất nhiều cái cảm giác vận hành, đặc biệt là cho những người ngồi hàng ghế thứ hai. Đối với những cái mẫu xe trước đây ấy, mẫu xe bán tải trước đây ấy, những người ngồi hàng ghế thứ hai ấy, thì đi qua những đường sóc hay những đường gồ ghề ấy, có một cảm giác nó rất là bị dằn và nó dội trực tiếp lên cái phần lưng của mình, ngồi khá là khó chịu. Nhưng mà chắc chắn là với mẫu Ranger Raptor này thì cái điều đấy là chắc chắn là sẽ hết các bạn ạ. Chắc chắn là sẽ giảm rất nhiều các bạn ạ. Ngay khi chúng ta mở cái cánh cửa của Ranger Raptor ra thì sẽ thấy ấn tượng ngay bởi cái ghế. Trời đất, cũng là một mẫu xe được phát triển bởi bộ phận Performance có khác. Ngay đến cái chiếc ghế này thôi, chỉ cần nhìn vào là chúng ta đã thấy được cái sự thể thao mà mang ngay tới cho ta một cái cảm giác là chúng ta đang vận hành một mẫu xe hiệu suất cao, mà hiệu suất cao thật, với động cơ 2.0 i4, công suất cực đại là 213 mã lực, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Hộp số tự động 10 cấp của Ford thì rất là nổi tiếng, đi mượt thôi rồi luôn. Ghế thì được thiết kế theo dạng thể thao ôm người và được phối bởi hai chất liệu là da và da lộn. Ngay cái phần tựa tay, phần tì tay ở trên cánh cửa đây cũng được khâu một cái sợi chỉ, hai cái đường chỉ màu xanh rất đẹp mắt. Phần ghế cũng được khâu chỉ xanh nên là tất cả những đường chỉ ở trên táp lô này, ở trên ghế này, ở phanh tay này, ở cần số, bệ tì tay, tất cả đều được khâu đường chỉ màu xanh chung với màu xanh của ngoại thất. Chúng ta lên và cảm nhận cái khoang nội thất xem sao. Đồng hồ đẹp đấy các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta thật tiếc khi không có chìa khóa để có thể bật điện lên cho các bạn cùng ngắm chiếc xe này. Và vô lăng. Vô lăng chỉnh tay gật gù, không thò tụt được. Ghế thì được chỉnh điện, ghế chỉnh điện 8 hướng. Bơm lưng thì chúng ta phải dùng bằng tay ở đây ạ. Ghế bên này cũng vậy, bơm lưng cũng chỉnh tay. Vô lăng thì khá giống với cả chiếc Ford Ranger Wildtrak, nhưng mà được bọc da cầm thích hơn. Còn đây có chữ Raptor. Trên đây thì có một cái vòng da màu đỏ ở chính giữa, rất giống với cả vô lăng của những chiếc xe thể thao. Xe thì vẫn được trang bị cái hệ thống thông tin giải trí Sinh 3 thôi. Cần số đẹp. Núm xoay chuyển cầu, học và hai học đựng ly cốc. Đây là ba nút tắt cân bằng điện tử này, khóa vi sai này, hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Ở đây thì một bên được trang bị cổng sạc 12V, còn một bên được trang bị cổng sạc USB. Cái cụm mà điều khiển điều hòa và volume của hệ thống thông tin giải trí cũng như chuyển bài hay là kênh thì cũng được thiết kế khá giống với cả mẫu Ranger Wildtrak. Mặc dù là một mẫu xe dành cho những người đàn ông thích xê dịch, thích bùn bẩn. Tôi nói đùa vậy bởi vì các anh rất hay đi những cái cung đường khó đi và phải mất rất nhiều sức lực cũng như thời gian để vượt qua. Thì cũng được trang bị gương chiếu hậu, gương soi trang điểm với đèn tự động ở đây. Phần bên trên này, cái điểm ấn tượng nhất có lẽ chính là vô lăng và thiết kế của chiếc ghế này rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến ra hàng ghế thứ hai nhé. Và bây giờ chúng ta cùng xuống với hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì bây giờ chúng ta có thể thấy ngay là dây đai an toàn ở ba vị trí ngồi. Ở đây thì có cổng sạc điện 230V 150W và cổng sạc điện 12V. So với cả Ranger Wildtrak thì mẫu xe này có thêm một cái cổng sạc điện 12V ở đây nữa. Và thật sự là so với tất cả các mẫu xe bán tải thị trường Việt Nam thì riêng cái cổng điện 230V và 150W này là một cái điểm cộng tôi thấy rất được đáng để chúng ta nói khi mà so sánh những cái mẫu xe bán tải thì tại thị trường Việt Nam với nhau. Bởi với những cái mẫu xe bán tải chúng ta đi du lịch hay chúng ta đi đâu những cái ngày dài hoặc là đi off-road, bởi những cái cung đường xấu thì cái ổ điện này sẽ giúp chúng ta sạc thiết bị và cắm đèn cũng như là những cái đồ mà chúng ta có thể sinh tồn ở trong những cái khu vực đường xấu mà chúng ta bị kẹt không ra được chẳng hạn.
ghế đằng sau thì cũng được thiết kế khá đẹp, nhưng mà cái phần tựa lưng này cũng vẫn đứng như là chiếc Ranger Wildtrak thôi. Trong đây chúng ta có hai cái hộc để dụng cụ đồ sửa chữa của xe và kích, bên này để kích, bên này để đồ sửa chữa và có thể để thêm một chút đồ cá nhân nữa vào đây được. Giờ tôi sẽ leo lên đây ngồi này. Ngồi ở vị trí này thì cũng khá là thoải mái. Đây các bạn thể thấy cái phần nệm ngồi này rất êm. Phần lưng ghế thì như tôi đã nói là vẫn hơi đứng như là chiếc Ranger Wildtrak, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà chúng ta ngược lại, chúng ta có một cái design, cái thiết kế của chiếc ghế chất liệu da này thì rất đẹp. Đây chúng ta có cái lẫy ở đây để thì tay, hai khay để cốc, ghế ngồi rất êm, kèm với cả hệ thống thụt phóc sau thì chắc chắn là cho chúng ta một cái trải nghiệm hàng ghế thứ hai sẽ khác rất nhiều so với cả những mẫu xe bán tải trên thị trường Việt Nam hiện nay. Bên cạnh khối động cơ dầu tăng áp kép 2.0 kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thì Ford Ranger Raptor cũng được trang bị hệ thống kiểm soát đa địa hình với 6 chế độ lái cho các điều kiện khác nhau, được chọn thông qua một nút chuyển đổi trên vô lăng, bao gồm hai chế độ Normal và Thể thao. Còn khi di chuyển trên các cung đường off-road, các bạn có thể tùy chọn các chế độ off-road như đi trên sỏi, trên cỏ, trên tuyết, bùn, cát và đá. Có lẽ là chúng ta đã cùng nhau đi hết cái phần nội ngoại thất của chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Và chắc chắn tôi sẽ còn giới thiệu tới các bạn những mẫu xe khác nữa ở trong triển lãm VMS 2018. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.